Út Lượng xin chào cả nhà. Hôm nay mà Út Lượng mời cả nhà đi xem vườn rau của nhà Út Lượng cho vui nha cả nhà. Wow, rồi Út Lượng đang ngồi dưới cây táo tàu này cả nhà. Mới đụng vô một cái gai đi chích đau chưa. Cây táo tàu giờ bắt đầu hả tháng 4, cái lá nó ra non rồi nè, cải xanh nè. Còn những cái cây mà nó mọc lên như là đèn cây hồng đó cả nhà. Buổi chiều rồi, trời gần lặn nên mặt trời nó đẹp lắm. Ở sau với mấy cái cây đẹp chưa? Cải xanh nó mọc lên đẹp chưa, với lại sát bên đó là rau của Ấn Độ, rau mít thì. Cái này là những cái chành gai của táo tàu nè. Cây xe kia là những cái bụi cây keo, là cây hồng ở cả nhà, hồng ăn trái đó. Mùa đi ấm nên cái đọt nó ra hết màu xanh đẹp lắm. Cảnh vườn rau buổi chiều nè, nhìn thấy bình yên đẹp chưa. Cherry nè, giờ nó cũng ra lá nè, vừa bông chưa. Ánh nắng nó chói vô đẹp nè. Hoa apple, táo, táo Mỹ, cô đâm nè, thấy đẹp không? Keo tốt ơi là tốt, rau răm mình nó keo ơi keo nè, nó thơm cái gì thì tốt nha, đẹp chưa? Cả nhà thấy cái tô nè, đẻ chưa? Rất là đẹp, một màu tím tím tí tí á, đẹp chưa? Bên cạnh phía tô là một bé bằng tàu rất là đẹp. Nhìn thấy không? Đó, bé bằng tàu ha. Này phía tô nè, nhìn thấy mơ chưa? Cái này là ăn rau sống cuốn hết ý ha. Rồi, giờ mình sẽ đi thăm rau khác nữa nha. Rau dền. Dền xanh. Đó, xanh đỏ đẹp không? Nhà thấy đẹp ngay nhìn đó. Yeah. Bên cạnh dền đó là rau đay. Rau đay này cả nhà. Rau đay còn gọi là rau nhớt. Rau này nấu canh ăn ngon lắm, bổ. Tốt cho xương khớp nữa nè. Út Lượng ngồi cháu đếm rau muống này cả nhà. Cả nhà thấy rau muống đẹp không? Ha. Cái này vài tuần nữa là đang lớn nè. Trời mới ấm là bữa nay nha, hồi bữa giờ cũng lạnh lắm cả nha. Cái này là hẹ nè cả nhà. Hẹ bữa giờ cái đột đó cả nhà thấy nó hơi cháy cháy nè. Hẹ mày giống cỏ chưa? Này là rau ôm nè cả nhà. Rau ôm nó khó sống, khó trồng không? Kinh giới nè cái này. Rau kinh giới ăn bún riêu ngon. Cả nhà thấy rau quế không? Nó cũng nhỏ 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 vậy á. Từ năm nay hận trời lạnh trở nên rau hận nó lâu lớn cả nhà. Vài bữa mình nhổ cỏ mấy cái đem rau đó. Gà gà thấy đẹp chưa? Cả nhà thấy rau đắng này đẹp chưa? Rau đắng tốt. Nhìn rau đắng là thèm bún mắm luôn. Ăn lẩu cũng ngon cả nhà. Lá son nè cả nhà. Nó mọc lên thấy đẹp chưa? Là rí nè. Rí nó cũng lên đẹp không? Vài bữa nó lớn đẹp nữa. Cái nhỏ nhỏ dễ thương chưa? Là rí nè cả nhà. Út Lượng quay cho cả nhà xem để giải trí cho vui nha. Quay đến đây thôi, bởi vì giờ cũng trời cũng tối rồi, bữa khác Út Lượng quay nữa nha. Cảm ơn cả nhà để xem video, chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều, tạm biệt, bye bye.